Tại mỗi kỳ bóng chuyền VTV Cup được tổ chức từ năm 2004 cho đến nay, thì các đội bóng tham dự giải đều được trải nghiệm những nét văn hóa đầy thú vị tại địa phương đăng cai. Và tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tournoi Sen năm nay, thì các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được trải nghiệm hát bài chòi. Sau khi nghệ sĩ Trung Phúc đoàn ca kịch Quảng Nam hát mẫu câu chòi chúc mừng giải bóng chuyền VTV Cup, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền bắt đầu học hát, mạnh mẽ trong các trận đấu là thế. Nhưng khi nhập môn với nghệ sĩ Trung Phúc, ai cũng toát mồ hôi khi làm quen với những giai điệu của bài chòi. Lần đầu tiên mà em được làm quen với cái nghệ thuật bài chòi thì cũng cảm thấy rất là hay, nhưng mà cũng hát cũng rất là khó. Quảng Nam chưa mưa mà đã thắm rượu hồng đào chưa nhắm mà đã say. Người đến đây qua đây chỉ một lần. Em ơi, sau này không đi theo nghiệp bóng chuyền nữa thì đoàn sẽ dang rộng vòng tay để đón em về đội. Hát quá hay, Lý Tăng Tích. Ta chúc cúp bóng chuyền VTV luôn thành công lớn tại Quảng Nam, thành công lớn tại Quảng Nam. Đoàn kết cùng cố gắng là hoa cũng đẹp, cũng xin tay nắm tay ta hát bài ca. Em được học được 30 phút thì em thấy là mấy chị tập luyện rất là làm cho em rất là có cảm xúc để mà hát, có cảm xúc để mà mình học. Anh cũng là dạy rất nhiều học trò rồi đúng không ạ? Vâng, anh thấy học trò của mình ngày hôm nay thế nào ạ? Các cô gái lần đầu tiên khi mà gia cũng như làm quen với bộ môn nghệ thuật bài chòi thì cũng còn rất là bỡ ngỡ, nhưng mà những giọng ca cũng tiếp thu rất là nhanh, cũng rất là mong rằng trong những dịp sắp tới thì anh em có thể truyền cảm hứng thêm cho tất cả các bạn nữ ở đây có thể hiểu và có thể hát được những làn điệu của dân ca bài chòi.